Trạm cứu hộ trái tim, một lần nữa Vũ ra tay cứu Hà. Ngân Hà, em bị sao thế này? Vũ mở cửa xe chạy tới hét lên. Trước mặt Vũ là Ngân Hà đang nằm yên bất động ngay giữa đường, tay chân thì bị trầy xước hết cả. Vũ hất hải chạy tới lấy người, miệng gọi tên Hà nhưng không một câu đáp trả. Vũ vội vàng bế Ngân Hà lên xe rồi phi thẳng tới bệnh viện. Thì ra nguyên nhân khiến Hà bị thương là do chính con rắn độc An Nhiên gây ra. Sau khi Nghĩa ra tù, chính anh ta đã biết hết tất cả bí mật mà bao năm qua cô ả trốn giấu lừa lọc, khiến cho Nghĩa vô cùng tức tối. Thậm chí còn trơ trẽn hơn khi biết được rằng bé Gôn không phải là con đẻ của mình. Thì ra bao năm qua, Nghĩa cũng chỉ là kẻ nuôi con tu hú, bị Nhiên đổ vọ mà hắn không hề hay biết. Cái cú căm phẫn làm sao? Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, Nghĩa thẳng tay hất cẳng cô ả ra khỏi nhà. Với một con mụ đàn bà tham lam, lòng đầy những sự ích kỷ hẹp hòi. Khi chứng kiến cảnh Nghĩa quay lưng lại với mình, rồi hàng ngày nhìn thấy Nghĩa luôn để ý quan tâm với ý định muốn quay lại với Hà, đã khiến cho những cơn ghen tức trong lòng cô ta lại một lần nữa trỗi dậy. An Nhiên trở nên hóa điên hóa dại mà phóng xe tìm Hà để xả những cơn cuồng phong trong lòng. Cuộc đời có những cuộc gặp gỡ không hẹn mà gặp là vậy. Trong lúc An Nhiên đang muốn đi tìm Hà thì vừa hay cô ả lại gặp ngay Hà đang đi một mình trên đường. Trong cơn điên loạn, Nhiên đã thẳng ga mà lao tới tông thẳng về phía Hà, khiến Hà lăn ra rồi ngất nhỉm đi. Nhìn thấy Hà nằm bất động khiến Nhiên vô cùng sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, Nhiên bỏ mặc Hà mà quay xe bỏ chạy. Ngay lúc này thì Vũ cũng vừa đi qua, nhìn thấy Hà nằm yên bất động giữa đường, Vũ hớt hải chạy tới kịp thời đưa Hà tới bệnh viện. Thật may mắn cho Hà khi lại một lần nữa được Bụt Vũ kịp thời ra tay cứu cô thoát khỏi cánh cửa tử thần.